Phó Chủ tịch huyện ở Lai Châu bị kỷ luật do đánh bạc. Giải cứu thai phụ bị phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh vẽ bệnh môi tiền. Bắt băng giang hồ ở Phú Quốc do Vũ Công cầm đầu. Phó Chủ tịch huyện ở Lai Châu bị kỷ luật do đánh bạc. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ và khai trừ ra khỏi đảng đối với Chánh Thanh tra huyện Sìn Hồ do tội đánh bạc. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu vừa quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ và Chánh Thanh tra huyện Sìn Hồ do đánh bạc với hình thức đánh lô đề. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã cách chức tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Quốc Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vương đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ông Vương đã vi phạm pháp luật, tham gia đánh bạc với hình thức đánh lô đề và bị khởi tố theo khoản 1, điều 321 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Phí Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư chi bộ Thanh tra huyện Sìn Hồ nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện, Chánh Thanh tra huyện Sìn Hồ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu cho biết ông Cường đã suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ông Cường đã vi phạm pháp luật, tham gia đánh bạc với hình thức đánh lô đề và bị khởi tố theo khoản 2, điều 321 Bộ luật hình sự. Trước đó, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trái quy định của pháp luật với số tiền lớn, trong đó có nhiều cán bộ thuộc cơ quan nhà nước tham gia. Ngày 20 tháng 3, Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ 12 trường hợp đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, trong số các trường hợp bị tạm giữ có Phí Văn Cường, 47 tuổi, Chánh Thanh tra huyện Sìn Hồ và Nguyễn Duy Hoàng, 37 tuổi, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ông Nguyễn Quốc Vương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ đã tới cơ quan công an đầu thú. Đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố 16 bị can trong vụ án này, trong đó có ông Nguyễn Quốc Vương và ông Phí Văn Cường. Giải cứu thai phụ bị phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh vẽ bệnh môi tiền. Thưa quý vị, phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng vẽ bệnh môi tiền thai phụ ngay trên bàn mổ và bệnh nhân đã được các cơ quan chức năng giải cứu. Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa thực hiện giải cứu bệnh nhân là thai phụ bị phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng vẽ bệnh môi tiền. Theo đó, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông tin từ người dân về trường hợp một bệnh nhân tên NTK đang bị phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng ở số 3436 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận 1 lưu giữ để vẽ bệnh môi tiền. Ngay lập tức, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh BA03 tiến hành kiểm tra hoạt động tại phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng và giải cứu bệnh nhân. Bệnh nhân NTK cho Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh biết, qua thông tin quảng cáo trên mạng, bệnh nhân đến phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng để khám và tư vấn dịch vụ chấm dứt thai kỳ với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Nhưng lúc bệnh nhân đang ở trong phòng mổ của phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng để thực hiện thủ thuật, bác sĩ tại đây cho biết nếu bệnh nhân muốn không đau và an toàn thì phải chọn gói dịch vụ với giá hơn 60 triệu đồng. Do quá lo sợ vì đang nằm trên bàn thủ thuật nên bệnh nhân đã đồng ý, nhưng do không có tiền chi trả, bệnh nhân phải nợ lại phòng khám và gọi người nhà đến để thanh toán hết số tiền trên thì mới được ra về. Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng có dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền bệnh nhân và có nhiều vi phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Thanh tra Sở Y tế đang tiếp tục tổng hợp hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với phòng khám và các cá nhân có liên quan, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết kiên quyết xử lý triệt để các phòng khám có dấu hiệu vẽ bệnh môi tiền bệnh nhân nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị người dân khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực y tế phải báo ngay về Sở Y tế hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân trước khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở phải tìm hiểu và lựa chọn các cơ sở y tế uy tín để được điều trị bệnh an toàn và hiệu quả.
Vài ngày trước, phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng bị thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phạt 4,7 triệu đồng vì lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật, không đeo biển tên. Điều dưỡng Đoàn Thị Kim Tiền của phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng bị phạt 7,5 triệu đồng vì chỉ định sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng. Bắt băng giang hồ ở Phú Quốc do Vũ Công cầm đầu. Thưa quý vị, Vũ Công và Vũ Bò có nhiều tiền án tiền sự và hoạt động theo kiểu băng nhóm giang hồ gây rối trật tự công cộng ở Phú Quốc vừa bị cảnh sát bắt giữ. Nguồn tin của phóng viên cho biết, phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bắt giữ các đối tượng trong nhóm giang hồ Nông Trường Phú Quốc. Nhóm này do Nguyễn Phi Vũ, tức Vũ Công, sinh năm 1987, trú ở thành phố Phú Quốc, cầm đầu, cùng với các đàn em như Nguyễn Trọng Vũ, tức Vũ Bò, sinh năm 1987, quê quán Hà Tĩnh, tạm trú tại thành phố Phú Quốc, Nguyễn Trọng Hải, tức Hải Vũng Tàu, quê quán Bà Rịa Vũng Tàu, tạm trú tại thành phố Phú Quốc. Theo cảnh sát, nhóm Vũ Công và đàn em nổi danh là giang hồ Nông Trường. Vũ Công và Vũ Bò và đàn em có nhiều tiền án tiền sự và hoạt động theo kiểu băng nhóm. Vũ Công là đối tượng cầm đầu băng nhóm gồm hàng chục đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, hoạt động manh động, liều lĩnh. Bản thân Vũ Công có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Ở ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dân, nhóm của Vũ Công có mâu thuẫn với Nguyễn Thành Dạng ở ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm. Sau đó, nhóm của Vũ Công gồm 5 người là Nguyễn Văn Son, Nguyễn Tấn Tường, tức Tường Cá Chốt, Trần Hữu Tèo, tức Tèo Gà Rừng, Nguyễn Văn Khanh, tức cô em, và Trần Xuân Tuyến đánh Dạng gây thương tích. Hai hôm sau, Vũ Công và đàn em đang nhậu tại quán Cháo Má Heo ở ấp Cây Thông Trong thì bị nhóm của Lý Quốc Dương, bạn của Dạng, mang dao, vỏ chai bia thủy tinh xông vào tấn công. Vũ Bò, nhóm của Vũ, bị thương ở tay. Vũ Công và đàn em cầm ghế nhựa, vỏ chai, gạch trượt đánh trả lại nhóm bạn của Dạng. Vụ việc xảy ra khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ, không dám ra khỏi nhà. Sau đó, công an đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Phi Vũ, Lý Thái Quý, Dương Minh Duy, Trịnh Gia Trọng, Lê Công Hậu, Nguyễn Gia Lạc về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyễn Trọng Vũ, Nguyễn Trọng Hải đã bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích do có liên quan đến vụ án xảy ra vào ngày 6 tháng 7 năm 2018 ở xã Dương Tơ. Công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tường, tức Tường Cá Chốt, Trần Hữu Tèo, tức Tèo Gà Rừng và Trần Xuân Tuyến về hành vi cố ý gây thương tích cho Dạng. Vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng.